Chỉ còn đêm nay, mai con về với mẹ. Chỉ còn đêm nay, mai em đến giảng đường. Chỉ còn đêm nay, mai về với người thương, vui hạnh phúc sau ngàn ngày xa trần. Họ ngã xuống ở cái tuổi đẹp nhất của cuộc đời. Chị Hoài vừa tròn 17, chị Tâm nhiều nhất cũng chỉ mới 22 tuổi thôi. Đồng kính chào quý cô chú anh chị và tất cả các bạn. Chào mừng quý cô chú anh chị và các bạn đến với video tiếp theo của Đồng. Hiện tại, Đồng đang có mặt ở xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An. Được sự giới thiệu rất là nhiều của nhiều quý cô chú anh chị và cô bác sống gần đây nói với Đồng rằng ở nơi đây có một khu tâm linh rất là đặc biệt. Ở nơi đó là nơi an nghỉ tập thể của 13 người. Vậy, vì sao 13 người lại an nghỉ trong một khu mộ tập thể mà không an nghỉ riêng từng phần mộ? Để hiểu rõ hơn câu chuyện về nơi tâm linh của khu di tích lịch sử Chuông Bồn, hôm nay Đồng muốn dẫn cả nhà tới đây tìm hiểu cũng như khám phá bí ẩn nơi hy sinh của 13 chiến sĩ ở nơi đây. Trước khi dẫn quý cô chú anh chị và tất cả các bạn thăm nơi ngôi mộ tập thể của 13 chiến sĩ anh hùng đã hy sinh vì nền độc lập dân tộc, một nơi rất là linh thiêng, thì Đồng sẽ dẫn quý cô chú anh chị vào nơi gọi là nhà trưng bày truyền thống Chuông Bồn. Nơi đây là trưng bày những cái vật dụng ngày xưa 13 chiến sĩ đang làm công việc như là khai thông tuyến đường, mở đường cho những tiền tiến để những chuyến xe vào miền Nam để giải phóng đất nước. Để còn sót lại quý cô chú anh chị. Bây giờ thì Đồng sẽ mời quý cô chú anh chị vào đây để tham quan trước. Trước khi quý cô chú anh chị cùng Đồng sẽ tới nơi phần mộ tập thể linh thiêng của 13 chiến sĩ đã anh dũng hy sinh. Đầu tiên đi vào đây, Đồng thấy một bức tượng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ở trên đó có một dòng chữ rất là đặc biệt: không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, đào núi và lấp biển, quyết chí ắt làm nên. Đó là câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Và ngày nay, những thanh niên chúng ta trong những lần sinh hoạt cũng thường nhắc lại những câu nói này. Bước qua bên trái này, Đồng thấy là biểu tượng của những chiến sĩ đang cầm những cái vật dụng rất là quen thuộc. Ở đây thì có cái xẻng này. Một chiến sĩ là một người phụ nữ đang cầm một chiếc xẻng. Bên này là cầm một cái cuốc. Chắc Đồng ý là đang giống như biểu tượng đang thông những tuyến đường. Ở bên đây thì một cái vật dụng đó là ngày xưa. Chắc là một cái bình đựng nước của những chiến sĩ. Ở đây thì Đồng nghĩ đây là một cái mảnh bom này. Ở đây là một mảnh bom. Bên này là những cái vật dụng ngày xưa trong chiến đấu hay sử dụng. Thứ nhất là để cho kẻ thù như địch khó phát hiện. Đó là những cái đèn cầy này, được chế xuất từ những cái trái lựu đạn. Tiếp theo bên đây, Đồng quan sát thấy những cái dụng cụ rất là thô sơ của những chiến sĩ ngày xưa. Chắc Đồng nghĩ là dùng để nấu ăn, sinh hoạt hàng ngày. Ở đây thì Đồng thấy có một cái, ở chúng ta hiện tại bây giờ thì nói là một cái nồi hay là một cái song ở miền Nam. Và đây là một cái đôi bình đựng nước này. Ui, ở đây Đồng thấy một cái giống như một cái lựu đạn trống trống hả ta? À,
Thì ra đây là một loại gọi là bom từ trường, một loại bom Mỹ đã ném xuống Trung Bồn. À, chắc năm xưa 13 chiến sĩ hy sinh, đồng nghĩa cũng do một loại bom từ trường này, do Mỹ ném xuống Trung Bồn, nơi hiện tại Lán ở Đồng sẽ dẫn quý cô chú anh chị đi tham quan. Đó là nơi phần mộ tập thể linh thiêng của 13 chiến sĩ. Bên này thì ở đây đồng thấy là đạn súng cối này, rất là nhiều loại khác nhau. Các dụng cụ thô sơ dùng để san lấp hố bom. Ở quê đồng thì đây gọi là cái cuốc. Và bên này thì là một cái sàng. Và rất là nhiều thứ nữa. Hình như ở trên đây là chân dung của 14 chiến sĩ tiểu đội 2 đã hy sinh vào năm 1968 tại mảnh đất Trung Bồn, Mỹ Sơn, Đô Lương, Nghệ An. Khi đồng nhìn vào đây, độ tuổi của các chiến sĩ ở đây còn rất là trẻ. Trong những chiến sĩ hy sinh năm đó, năm 1968, thì bà Thông là một chiến sĩ trong 14 chiến sĩ đã may mắn sống sót. Hiện tại bà Thông đang sống ở thành phố Vinh, Nghệ An cùng người chồng. Ở tủ trưng bày tiếp theo, đồng muốn giới thiệu quý cô chú anh chị là trang phục của thanh niên xung phong. Những người ngày xưa gọi là những người thanh niên tình nguyện xung phong để san lấp mặt bằng những hố bom, khai thông những tuyến đường để thông tuyến Bắc Nam. Ngày xưa những cái bộ đồ mang màu xanh của thanh niên xung phong rất là giản dị và thô sơ. Biểu tượng đặc biệt đó là đôi dép cao su, biểu tượng mà gắn liền với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Phòng trưng bày ở đây rất là rộng. Vừa bước tới đây, đồng thấy có một điều rất là đặc biệt. Đó là biểu tượng bộ sưu tập bướm Trung Bồn. Và điều đặc biệt, đồng thấy sự trùng hợp ngẫu nhiên hay là sao đó, ở đây có 13 con bướm. Theo đồng nghĩ là tượng trưng cho 13 chiến sĩ đã hy sinh nằm xuống tại mảnh đất Trung Bồn. Bên này thì cũng là vật dụng tư trang của chiến sĩ thanh niên xung phong trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước. Ui, ở đây đồng thấy đạn súng cối M1938 120mm. Trong tờ trưng bày này là trưng bày cây nhiệt đới trinh sát điện tử. Theo đồng được biết thì cây nhiệt đới này giống như một cái anten ngày xưa để trinh sát những cái vùng chiến tranh. Có một câu nói đặc biệt gắn liền với địa danh của mảnh đất Trung Bồn, Mỹ Sơn, Nghệ An, nơi phòng trưng bày. Khi quý cô chú anh chị bước vào đây thì có một câu nói gắn liền với địa danh nơi đây, cũng như những câu nói này là gắn liền với những chiến sĩ thanh niên xung phong thông đường, mở đường cho những chuyến xe lưu thông từ Bắc vào Nam.
Đó là câu nói: sống bám cầu, bám đường, chết kiên cường, dũng cảm. Bây giờ thì Đồng với cả nhà sẽ di chuyển vào nơi, một nơi gọi là nơi tâm linh của 13 chiến sĩ an nghỉ trong một phần mộ rất là kỳ lạ. Để hiểu rõ hơn thì Đồng với cả nhà sẽ di chuyển sang đó và tìm những người giống như những người quản lý nơi đây, những người thuyết trình viên sẽ hướng dẫn cho Đồng và quý cô chú anh chị hiểu rõ hơn. Em ơi, anh chào em. Dạ. Hôm nay thì anh có dịp biết đến nơi đây, một di tích lịch sử của mảnh đất xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An. Anh muốn giới thiệu sự hy sinh thầm lặng cũng như trong những chiến tích của những người anh hùng đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh bảo vệ độc lập cho nền dân tộc Việt Nam. Thì em có thể giới thiệu sơ qua về bản thân mình cũng như nơi đây cho quý cô chú anh chị biết được không? Dạ được. Chào anh và chào tất cả mọi người. Em là thuyết minh viên, tên là Hà Thu. Em làm việc ở đây được sang năm thứ tư rồi. Và ở đây em sinh năm 1995. Và tại khu di tích lịch sử quốc gia Trong Bồn thì có hai điểm tâm linh. Đầu tiên là phần mộ chung của 13 anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong thuộc đại đội 317. Phần tâm linh thứ hai là nhà thờ tưởng niệm của hơn 1.240 cán bộ chiến sĩ. Và trong cái cuộc chiến sinh tử để bảo vệ nền độc lập cho Tổ quốc thì tại nơi đây đã có hơn 1.240 cán bộ chiến sĩ hy sinh, đặc biệt trên cung đường huyền thoại Trôn Bồn. Và tiêu biểu hơn cả đó chính là sự hy sinh của 13 chiến sĩ thanh niên xung phong đại đội 317 ngày 31 tháng 10 năm 1968. Sự hy sinh năm đó thì như thế nào thì em có thể giới thiệu cho quý cô chú anh chị biết được quá trình diễn biến về sự hy sinh của 13 chiến sĩ ở đây được không em? Dạ được. Kính thưa các cô chú anh chị, nơi mà chúng ta đang dừng chân ở đây chính là phần mộ chung của 13 anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong đại đội 317 thuộc tổng đội thanh niên xung phong chống Mỹ cứu nước, hy sinh vào rạng sáng ngày 31 tháng 10 năm 1968. Trong những năm đế quốc Mỹ leo thang bắn phá miền Bắc, nơi đây được xem là tuyến lửa ác liệt nhất, bởi Trôn Bồn là nút giao thông trọng điểm trên tuyến đường chiến lược 15A, là huyết mạch giao thông quan trọng của tuyến vận tải Trường Sơn để chi viện cho chiến trường miền Nam. Trôn Bồn được không quân Mỹ xem là yết hầu vận tải bởi có cung đường độc đạo chỉ dài khoảng 5 km, địa hình hiểm trở, đèo dốc, nếu địch tập trung đánh phá sẽ gây nên tình trạng ùn tắc kéo dài, từ đó tạo nên tọa độ chết tại trọng điểm này. Nắm được vị trí chiến lược của Trôn Bồn, đế quốc Mỹ đã dùng một lực lượng không quân khổng lồ ồ ạt ném bom hủy diệt. Chỉ tính từ năm 1964 đến năm 1968, chúng đã tuốt xuống nơi đây gần 20.000 quả bom các loại, hàng ngàn quả tên lửa. Chúng đánh suốt ngày đêm, không theo bất kỳ một quy luật nào. Trung bình mỗi mét đất nơi đây phải hứng chịu hơn 3 quả bom. Theo nhật ký chiến sự của đồng chí Nguyễn Thành Ất, trưởng ban chỉ huy đảm bảo giao thông Trôn Bồn, có ngày cao điểm, chúng đánh 131 trận, 170 lượt máy bay và ném 934 quả bom xuống Trôn Bồn chỉ trong 10 tiếng đồng hồ. Với số lượng bom đạn khủng khiếp như vậy, Trôn Bồn trở thành một vùng đất chết, vùng đất được ví là hổ bom của miền Bắc. Để đảm bảo tiếp vận cho chiến trường miền Nam, tỉnh Nghệ An và quân khu 4 đã huy động 13 đơn vị quân đội, chỉ đại đội thanh niên xung phong cùng các lực lượng ngành giao thông vận tải, dân quân địa phương tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu để bảo vệ tuyến đường. Khó khăn, gian khổ nhưng với quyết tâm sắt đá, tim có thể ngừng đập nhưng đường không thể tắc. Hàng vạn con người nơi đây đã vượt lên bom đạn, vất vả, thiếu thốn, ngày đêm bảo trận địa, san lấp hố bom, mở đường, phá bom, đem về thay nhau làm cọc tiêu sống, dẫn đường cho từng chuyến xe qua. Chúng ta
đã giữ vững mạch máu giao thông, đào đắp hàng triệu mét khối đất đá, đưa hơn 94.000 lượt xe cơ giới vận chuyển và giải tỏa hơn 1 triệu tấn hàng vượt qua Truông Bồn, theo sát các đoàn quân vào chiến trường miền Nam. Trong cuộc chiến sinh tử này, 1.240 cán bộ chiến sĩ đã dũng cảm chiến đấu và anh dũng hy sinh. Tiêu biểu là sự hy sinh của 13 thanh niên xung phong đại đội 317 ngày 31 tháng 10 năm 1968. Đó là một đêm không ngủ, đơn vị đang tổ chức liên hoan chia tay các đồng chí được xuất ngũ thì nhận được mật lệnh của cấp trên yêu cầu đảm bảo thông đường để đoàn xe quân sự vượt qua Truông Bồn trước khi trời sáng. Mọi người lập tức ra trận địa, ai cũng hồ hởi, náo nức lạ thường. Họ chia nhau từng ngụm nước, ăn chung vắt cơm nguội đột mì, kể cho nhau nghe những ngày nhường cơm sẻ áo, chia bom sẻ đàn, bao nhiêu dự định. Khi công việc sắp hoàn thành, bất ngờ hàng chục chiếc máy bay gầm rú lao tới, ào ạt trụ bom xuống Truông Bồn. Tiếng nổ rung chuyển cả núi đồi, bầu trời lạ tả rơi xuống những mảnh áo, những cảng sẻng, cành cây, cả những vành nón mũ. Đội hình tiểu đội 2 đã bị vùi nát dưới trận bom dữ dội. Khỏi bom chưa tan, đồng đội hớt hải chảy ra gào thét: có ai còn sống không? Có ai còn sống không? Chỉ thét cả rồi sao? Tiếng gọi thảm thiết vọng dài vào rừng núi, nhưng không một ai trả lời. Một nòng súng nhô lên mặt đất, đồng đội nhào tới lấy tay bới đất như điên dài. Một lúc thì tụng được tóc và đầu súng lôi ra, cơ thể vẫn còn ấm. Đó là chỉ thông vẫn còn cơ hội sống sót. Phát hiện trong hầm chỉ thông còn có người bị vùi lấp, đồng đội chưa kịp cứu thì máy bay địch lại gầm rú lao tới trụ bom xuống trận địa. Cả Truông Bồn chìm trong biển lửa. Trên đoạn đường chỉ có chiều dài 120 mét này thôi, nhưng đã phải hứng chịu 170 quả bom phá. 13 chiến sĩ hy sinh, thân xác tan vào đất đá, cỏ cây. Tất cả những gì tìm được chỉ là những phần thi thể không nguyên vẹn, hình hài. Bên hố bom còn nửa vành nón có ghi hai chữ Tằng Dung. Một cánh tay, trên cổ tay còn buộc một chiếc khăn mùi xoa màu đỏ, bị bom Mỹ hất tạt vào trong tận bìa rừng. Trong chiếc khăn mùi xoa có một giấy báo nhập học mang tên Vũ Thị Hiên. Gạt nước mắt, đồng đội không về những mẩu xương thịt trộn lẫn bùn đất, không biết được của ai lại ai, đành ngậm ngùi đắp cho các chị các anh một ngôi mộ chung, cũng chính là điểm mà cô chú chúng ta đang thấy đấy ạ. Điều làm chúng ta khắc khoải nhói đau bởi trận bom tàn khốc ấy đã cướp đi sinh mạng của 11 cô gái và 2 chàng trai khi chỉ còn ít giờ nữa Mỹ tuyên bố ngừng ném bom trên toàn miền Bắc. Chỉ còn ít giờ nữa thôi, họ sẽ bước chân về phía hòa bình. Chỉ còn đêm nay, mai con về với mẹ. Chỉ còn đêm nay, mai em đến giảng đường. Chỉ còn đêm nay, mai về với người thương, vui hạnh phúc sau ngàn ngày xa trần.
họ ngã xuống ở cái tuổi đẹp nhất của cuộc đời. Chị Hoài vừa tròn 17, chị Tâm nhiều nhất cũng chỉ mới 22 tuổi thôi. 13 chiến sĩ hy sinh, có 8 người đã được xuất ngũ nhưng vẫn tình nguyện ở lại làm việc cùng với đơn vị một ngày cuối cùng. Trong đó có 4 chị chuẩn bị bước vào giảng đường, giấy báo nhập học vẫn đang gói trong từng chiếc khăn mùi xoa. Một lần nữa, em kính mời anh cũng như là các cô, các chú đang xem hình, chúng ta cùng hưởng ánh mắt về bức bia mộ này. Nhìn về chị Đàm thì 4, lúc chị cầm trên tay giấy báo xuất ngũ cũng là lúc chị nhận được tin anh trai của mình vừa hy sinh ở chiến trường miền Nam, giờ chị cũng ra đi. Hẹn ước mãi dang dở với chị Nguyễn Thị Phúc khi người yêu của chị cũng vừa hy sinh ở chiến trường Quảng Trị. Đau đớn, xót xa nhìn về câu chuyện tình yêu của anh Hòa và chị Tâm, hai người đã bí mật yêu nhau suốt 3 năm trời, hẹn ngày hòa bình sẽ về quê làm đám cưới. Ngày họ hy sinh, quê nhà không biết nên vẫn tổ chức lễ ăn hỏi. Đợi mãi không thấy hai con trở về như lời hẹn, đến 10 giờ thì nhận được tin hai con đã hy sinh ở trôi bồn. Đường xa hun hút heo mây, Tâm ơi, Hòa ơi, hai con đỏ về đất mẹ vẳng đưa sâu. Anh Hòa ơi, lời hẹn với chị Tâm, nơi chị suối có 100 năm hạnh phúc, đau sẽ ruột gan nhìn mẹ cha khóc, xót thương con không nguyên vẹn hình hài. Có những nỗi đau không thể nói thành lời, có những hy sinh không sử sách nào ghi hết. Họ đã gạt qua bao nhiêu nước mắt, bao nhiêu nỗi nhớ, niềm thương để sống và chiến đấu vì lý tưởng chung của cả dân tộc. Họ đã lấy máu xương, tuổi thanh xuân cao quý của mình để hiến dâng cho Tổ quốc và làm nên một huyền thoại trôi bồn trong thế kỷ 20. Và vừa rồi thì em đã giới thiệu cho anh cũng như là những cô chú đang ở xa và chưa đi về trôi bồn được cái lịch sử về sự hy sinh anh dũng của 13 chiến sĩ thanh niên xung phong thuộc đại đội 37. Và nhân dịp này thì em kính chúc anh sẽ luôn có thật là nhiều sức khỏe để hoàn thành tốt công tác nhiệm vụ của mình, và để không chỉ dịp hôm nay mà còn có nhiều dịp nữa, anh cũng như là gia đình của mình sẽ có về đi với trung bồn để thành kính dâng lên các anh hùng liệt sĩ những nén tâm nhang ấm lòng những người đã khuất. Xin chân thành cảm ơn anh. Em ơi, cho anh hỏi là hiện tại trong ngôi mộ và em và anh đang đứng đây là ngôi mộ tập thể của 13 người. Và nguyên nhân ngày xưa mà tại sao không chôn riêng từng mộ mà lại chôn tập thể như vậy em? Sở dĩ ở trung bồn chỉ có phần một phần mộ chung thôi là bởi vì lúc đấy ý, bom bất ngờ thả xuống thì các anh các chị không rút về hầm trú ẩn kịp, cho nên lúc đó thì chỉ còn duy nhất cô Trần Thị Thông là còn sống, còn lại 11 cô hai chú hy sinh. Thì tất cả những gì tìm được lúc đấy chỉ là những phần thi thể không còn nguyên vẹn hình hài và không phân biệt được của ai là ai cả. Tất cả những gì gom được thì đồng đội và đơn vị của mình đã gom về và đắp cho các cô, các chú một ngôi mộ chung tại cái nơi mà cả 13 người hy sinh, chính là cái điểm mà anh đang dừng chân đấy. Tại ngay điểm này luôn ạ? Dạ đúng rồi. Thì hiện tại khu di tích của mình là gồm bao nhiêu phần em? Tức là ở khu di tích lịch sử quốc gia Hoàng Trương Bồn, diện tích là hơn 21 hectare và gồm 21 công trình khác nhau.
là một công trình khác nhau. Và về phần tâm linh ấy, thì có hai điểm tâm linh, đó là phần mộ chung của 13 anh hùng liệt sĩ và điểm thứ hai là nhà thờ tưởng niệm của hơn 1.240 cán bộ chiến sĩ. Và tiếp theo đó là cái nhà thờ bảo tàng, cái nhà bảo tàng nơi trưng bày các cái kỷ vật hiện vật của lực lượng thanh niên xung phong toàn quốc nói chung và lực lượng thanh niên xung phong Nghệ An nói riêng, và bao gồm rất là nhiều hạng mục công trình khác anh có thể tham quan và cho mọi người cùng biết. Ở khu du lịch mình thì ví dụ như quý cô chú anh chị muốn về đây để dâng hương hay là để tưởng nhớ những sự hy sinh của những anh hùng cách mạng đã chiến đấu hy sinh bảo vệ nền độc lập cho dân tộc, thì mình vào đây là có phải đăng ký hay gì không em? Đúng rồi, vào đây thì quy trình đón tiếp ở khu di tích lịch sử quốc gia Trung Bồn, đầu tiên là mình vào và đăng ký đoàn. Nếu mình đi theo đoàn ấy thì mình vào đăng ký đoàn và sau đó có bộ phận họ hướng dẫn cho mình lên tại khu đầu điểm đầu tiên là tại khu mộ chung, thì chúng ta sẽ tiến hành làm lễ và sau đó dâng hoa dâng hương, sau đó và lắng nghe chương trình thuyết minh tại khu mộ. Tiếp theo là mình sẽ lên điểm thứ hai là phần tâm linh thứ hai là nhà thờ tưởng niệm của 1.240 liệt sĩ và theo có cái sự hướng dẫn của hướng dẫn viên tại khu di tích Trung Bồn. Thời gian hoạt động của mình là từ buổi sáng từ mấy giờ và kết thúc bao nhiêu giờ? Giờ vào khung giờ mùa hè như thời điểm này thì từ 7 giờ là khu di tích bắt đầu làm việc, đến nơi 5 giờ chiều là bắt đầu kết thúc giờ làm việc. Nhưng là đó là cái khung giờ nó quy định như thế, nhưng mà bọn em vẫn khi mà có đoàn thì bọn em vẫn đón tiếp kể cả khung giờ ngoài giờ làm việc. Khi quý cô chú anh chị muốn ghé khu di tích lịch sử Trung Bồn thì quý cô chú anh chị có thể tới địa chỉ ở đây là ở chỗ nào em nhỉ? Địa chỉ ở đây là 60 xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An. Về đây hỏi khu di tích lịch sử Trung Bồn thì chắc rất là nhiều bà con ở đây đã biết cho em nhỉ? Đúng rồi. Họ sẽ hướng dẫn cho mình vào đây. Đúng rồi. Và hình như anh thấy là khi muốn tham quan ở đây mình chỉ cần đăng ký, còn mọi vấn đề như có hướng dẫn viên dẫn đi tham quan như thế nào là có bên ban quản lý khu di tích sẽ hướng dẫn cho đoàn mình, nên là đoàn mình rất là yên tâm khi về. Ý là mình sẽ được vào cửa tự do đúng không? Đúng rồi, vào cửa tự do. Thì hôm nay anh cũng có dịp về mảnh đất Nghệ An, mảnh đất anh hùng Mỹ Sơn, Đô Lương, Nghệ An, thì biết được di tích lịch sử Trung Bồn, một nơi rất là nhiều chiến sĩ đã hy sinh nằm xuống để hôm nay anh cũng như em có một nền hòa bình dân tộc độc lập tự do và chúng ta có thể làm việc cũng như đi học và có nhiều thứ khác nữa. Thì cảm ơn em về phần giới thiệu về di tích lịch sử nơi đây cũng như nơi nằm xuống của 13 chiến sĩ anh hùng đã hy sinh trong công cuộc đấu tranh bảo vệ nền độc lập dân tộc. Rồi, chúc em thật nhiều sức khỏe. Cảm ơn anh rất nhiều. Chào em nha.